việc trong làng có là những người con thông linh của ông sẽ được thế cả thông qua lời của ngài bây giờ là rồi ly đầy ly nước ok rồi. Trước hết thì như thường lệ tôi dâng lời tạ ơn Chúa và chào mừng các thầy quý bà anh chị em. Đặc biệt ngày hôm nay tôi rất vui vì cớ những người đang học trường Kinh Thánh cũng đến để dự nhóm. Và chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta thờ phượng được tốt không ạ? Tôi thích những con người thờ phượng hết lòng. Giống như David, ông thờ phượng là ông không còn kể ai bên cạnh nữa hết. Có những lúc chúng ta thờ phượng chúng ta ngại ngùng, đó không phải là thờ phượng nữa. Chúng ta thờ phượng bằng tất cả tấm lòng, tay chân nó làm gì nó làm tự do, đó mới là thờ phượng. Amen không ạ? Ngày hôm nay tôi có lời tạ ơn Chúa vì cái chỗ này Chúa cho cái dàn âm thanh tôi gọi là đầy đủ, người sống thỏa lòng thế nào cũng đầy đủ hết. Vì quý vị biết dàn âm thanh mà chúng ta đang phục vụ Chúa là bao nhiêu tiền không? Nó tới 350.000 đấy. Hùng nói thầy ơi, Chúa đang cung cấp cho ở chỗ này, không phải là ban cho không nhưng mà mua bằng giá rẻ. Ở dưới quê tôi, khi tôi về mấy đứa cháu tôi nó xem bài giảng của tôi thì nó là cậu ơi, chú ơi, ông ơi, cái chỗ của ông giảng làm gì mà mồ hôi ông thế, nó nóng dữ lắm nè. Thì thấy mồ hôi rồi biết là sao mà hỏi. Thì tôi và Hùng cũng đang ao ước và cầu nguyện để Chúa cho ở đây có một cái máy lạnh bằng cái cách của Chúa, đó là mua giá rẻ. Dàn âm thanh có 350.000 là biết máy lạnh bao nhiêu rồi đó. Rồi, tạ Chúa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm. Âm thanh có ổn không Hùng? Thấy nó vang vang á. Nó không có trung thực. Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm cái chủ đề, cái đề tài là đời có phải là bể khổ. Chúng ta sẽ đi trong một loạt bài chuyên về truyền giảng để cho nhân sự của Chúa, cho những người yêu mến Chúa có thêm một cái thông tin, có thêm những cái trải nghiệm hơn ở trong lời làm chứng của mình, cho nó phong phú thêm. Thật sự chúng ta nói về sự chết, sự sống và tội lỗi thì có người người ta đã tin Chúa rồi, nhưng mà không phải ai cũng vậy. Có những người chúng ta nói cả ngày, ta nói cả tháng cũng chưa tin, nhưng mà có những cái thông tin đầy đủ, có những cách mà chúng ta làm chứng làm cho họ nghe, họ thuyết phục thì sẽ có nhiều thành phần tin Chúa hơn. Amen không ạ? Amen. Cái đề tài đó là đời là gì? Đề tài thế nào? Có phải đời là bể khổ? Thưa quý vị, đời là bể khổ không biết từ lâu đã ăn sâu vào tâm trí của con người Việt Nam nhất. Và trong đó thì kể cả những người, những đất nước chịu ảnh hưởng văn hóa phương Đông, có nghĩa là những nước ở Đông Nam Á và nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất đó là Việt Nam chúng ta. Nhắc đến đời thì người ta nhắc đến, nghĩ đến một cái câu mà không thể nào người ta quên, đó là đời là bể khổ. Như vậy, tất cả những người ngồi đây, tôi và những người đang xem qua trực tiếp, có nghĩ là đời là bể khổ hay là không? Ở đây có những người đã học Kinh Thánh rồi và những người đang theo học trường Kinh Thánh. Cho tôi câu trả lời, có phải đời là bể khổ hay là không? Và tại sao? Amen. Trước khi chưa tin Chúa đấy, thì
đã xem đời là bể khổ. Bây giờ tin Chúa rồi, không còn xem đời là bể khổ nữa, đúng không? Đời là bể khổ, bị ảnh hưởng sâu sắc nhất bởi đâu ạ? Bởi tôn giáo nào ạ? Phật giáo. Tôn giáo Phật chịu ảnh hưởng, và cái điểm mà nhấn mạnh nhất ở trong Phật giáo đó là chữ khổ. Khổ khổ. Tam khổ rồi bát khổ. Một chút xíu tôi kể ra một hồi là thấy nó khổ, khổ ngập đầu luôn đó. Cho nên theo một tôn giáo nó buồn ơi là buồn. Theo một tôn giáo thấy nó khổ ơi là khổ. Người ta theo một tôn giáo để làm gì? Mục đích theo một tôn giáo để được giải thoát, đúng không? Để được bình an. Nhưng mà tôi thấy phần đông nhắc đến một tôn giáo, nhất là tôn giáo Phật, thì toàn là khổ. Tam khổ. Ở trong tam khổ sẽ chia ra nhiều cái khổ nữa, gọi là bát khổ. Tam khổ đó là khổ khổ, hoại khổ và hạnh khổ. Trong tam khổ có khổ khổ, rồi hoại khổ và hạnh khổ. Mặc dù tất cả những cái khổ trên thế gian này được gom lại thành tam khổ, nhưng mà trong tam khổ người ta chia ra là tám cái khổ nữa. Thưa quý vị, chúng ta không có dám mà phê phán tôn giáo nào hết. Nhưng mà đây là chúng ta đang nói về sự thật. Chúng ta đang nói không có sai những gì mà người ta đã học. Người ta học như thế, người ta đã dạy như thế, mình cứ nói lại như thế, đừng nói sai là được. Không chỉ trích cũng không chê bai. Tam khổ nói về ba thứ khổ. Bát khổ gồm có như thế nào? Bát khổ thì gồm có sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Đúng không ạ? Ái biệt ly khổ, có nghĩa là chia ly thì cũng khổ. Cầu bất đắc khổ, có nghĩa là cầu xin gì không được, mong muốn không được cũng khổ. Rồi quán tán hội khổ, ngủ ấm thạnh khổ. Và chúng ta thấy thực tế trên đời sống này, nó cũng tương tự như lời mà Phật Thích Ca giảng dạy. Và những lời mà Phật Thích Ca giảng dạy đó, nó rất là nghe chí lý. Nhất là cái chữ khổ. Và chúng ta thấy ở trên thế gian này, một con người khi chào đời, chúng ta thấy mới chào đời thôi thì nó khóc hay nó cười ạ? Mới chào đời đã có dấu hiệu khổ rồi. Không có một đứa con nít nào mà chào đời cười khà khà hết. Nếu mà có bữa nào mà có đứa con nít nào, em bé nào, một thai nhi nào mà mới vừa chào đời cười khà khà, chắc y tá chạy mất. Cho nên toàn là khóc. Từ khi chào đời đã khóc. Trong quá trình sống, từ thiếu nhi, ấu nhi, rồi thiếu nhi, rồi thiếu niên, rồi thanh niên, rồi trung niên, rồi già, rồi chết. Khóc, khóc là khóc. Cuối cùng người ta khóc cho mình là lúc đó nhắm mắt và hết. Mọi người hiểu không ạ? Có amen không ạ? Amen. Cái lời của Phật Thích Ca dạy nó giống như là cái gì mà cái tâm trí con người nhìn thấy. Nó giống như cái gì mà dân gian kinh nghiệm được. Mở mắt chào đời là thấy khổ. Kết cục mình không còn khóc nổi nữa. Đúng không ạ? Khi tắt hơi thì người khác xúm lại khóc cho mình. Nãy giờ nghe khổ dữ rồi đó. Nhắc đến là khổ nói hết nổi rồi đó. Cái điều mà Phật Thích Ca dạy đó, nó rất là chí lý theo cái tâm trí của con người mình nhận định. Nhưng mà có một điều mà chúng ta tiếc, đó là không biết nguyên nhân từ đâu. Phật Pháp nói rõ nguyên nhân nữa mà. Cái nguyên nhân mà gây ra cái khổ đó, nó dài chừng mấy trang, đọc không nổi. Không nổi. Tôi tìm hiểu để tôi xem. Và có một điều đó là
Phật Thích Ca có giải thích rõ ràng vì những điều mà khổ do tham sân si, đúng không ạ? Câu này rất là quen, tham sân si mà ra, khẳng định. Và cái cách mà tôn giáo Phật nhận định rằng con người đau khổ do tham sân si gọi là tam độc, tham sân si. Chúng ta lưu ý điều này để truyền giảng thôi quý vị, chứ không phải đang học kinh Phật đâu. Tham là gì? Tham là mong muốn, đòi hỏi, hy vọng cái gì đó mà vượt ra khỏi cái khả năng của mình, cái điều mà xứng tầm để mình nhận. Thí dụ như mình đủ cái khả năng để có được một chiếc xe Honda hai bánh là mừng rồi, nhưng mà thấy người hàng xóm, thấy bạn bè mình chạy xe bốn bánh không đành lòng được. Đang ở nhà cấp 4 thì thấy người ta ở nhà lầu bên cạnh không đành lòng được, cứ tham vọng. Khi mà đạt được một cái nhà thì bắt đầu chúng ta tham muốn và có chiếc xe bốn bánh. Khi mà đạt được chiếc xe bốn bánh thì chúng ta muốn có nhà cao tầng. Cho nên con người khổ là như vậy. Có lý không quý vị? Rất là có lý. Sân là gì? Sân là hận thù, ganh ghét, đại loại như vậy. Si là gì? Là si mê, si tình, ngu ngốc, si ngu. Ba cái độc này gọi là tam độc, nó làm cho con người khổ. Và con đường xem như là hóa giải của tôn giáo Phật. Tại sao chúng ta nói về tôn giáo Phật? Hình như là phần đông đại đa số dân tộc Việt Nam chúng ta theo tôn giáo Phật. Chính ông bà của chúng ta, chính người thân chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi những giáo lý của tôn giáo Phật. Cho nên chúng ta cùng nhau học, cho nên chúng ta cùng nhau nghiên cứu để làm gì? Để cho một cái tương lai, hy vọng một con đường mới, có một cái nhìn thật sự sáng suốt hơn. Con đường hóa giải tam độc này đó là diệt dục hay hoặc là ly dục. Quý vị biết ly dục là gì không? Diệt dục là gì không? Dục ở đây không phải nói đến là tình dục, không phải nói riêng về tình dục, nhưng mà dục vọng, tham dục, ham muốn. Ở bên đạo Phật có đề cập đến ngũ dục. Ngũ dục có nghĩa là tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ. Lời của Phật dạy như thế này: tự mình thắp đuốc lên mà đi, hay tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, đừng nương cậy vào một ai khác. Cái cách mà Phật Thích Ca thuyết pháp đó, dạy cho con người làm sao để tránh khỏi cái đau khổ, đó là mình bước đi, xem mình như là ngọn đèn tự thắp lên mà đi, xem không cậy vào ai hết. Quý vị tin rằng chúng ta tự một mình chúng ta chống chọi lời cám dỗ không? Một mình chúng ta không cần ai giúp có thể tránh khỏi mọi điều xác thịt nó đến không? Chúng ta có thể tránh mọi điều cám dỗ vào trong thế gian này được không? Cho nên tôi muốn nhắn nhủ quý ông bà anh chị em, tất cả những người xem video này biết một điều: những lời thuyết pháp của tôn giáo Phật nghe rất là hay, rất là chí lý, không có sai đâu. Nhưng khổ nổi Phật tử làm không được. Amen không ạ? Dạy không có sai, nhưng mà có điều là không có khả năng làm. Không ai mà có thể mà diệt dục, có nghĩa là cắt bỏ, cách ly khỏi sự ham muốn ra khỏi con người mình được. Amen không hội thánh? Ở đây ai tự xưng mình có thể tránh khỏi tình dục không đúng đắn, tránh khỏi những cái đam mê xác thịt, tránh khỏi những cám dỗ, đưa tay cho tôi xem nè, tự mình. Nếu mà ai đưa tay xem thì tôi sẽ tôn người đó là sư phụ. Thậm chí không ai mà dám xưng mình có thể thắng được, tự mình mà thắng được những cái thói hư tật xấu hay những cám dỗ trên đời này hết.
Cho nên lời của bên tôn giáo Phật dạy rất là hay, nhưng mà có điều là không có khả năng làm. Hãy lưu ý là không có khả năng làm, chứ không phải người ta nói sai đâu. Đúng rồi, không có khả năng làm được. Cho nên con đường mà Phật Thích Ca đi thuyết pháp đó, một mình Phật Thích Ca có thể đi trọn con đường mình. Đi trọn con đường mình, không còn tranh lợi, không còn ham muốn, không còn đua đòi, không còn buôn chen. Nhưng mà sanh lão bệnh tử vẫn còn đó. Mọi người hiểu không ạ? Con người của Phật Thích Ca thật là tốt lành. Tốt lành ở chỗ nào? Chúng ta cần học. Cần học ở chỗ là Phật Thích Ca không có xem cái đời sống mình quý. Mọi người hiểu chưa? Quý giá đến nỗi mà không có đi giúp cuộc đời này. Phật Thích Ca là một thái tử, con của Tất Đạt Đa, đúng không ạ? Là vua, tên là Tất Đạt Đa, vua, con của vua Thịnh Phạn. Là một thái tử, nhưng mà không xem trọng cái địa vị mình, để trăn trở, để đi tìm con đường giải thoát. Đỉnh cao của Phật Thích Ca đó là làm lành lánh dữ. Làm lành lánh dữ. Ai học Phật Thích Ca thì hãy làm lành lánh dữ. Nhưng mà nội làm lành lánh dữ không, nhiều người còn theo chưa được. Nói gì tam khổ rồi bát khổ, không làm được. Kinh Thánh trong Giê-rê-mi đoạn 13 câu 23, đây là phần mà lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết tại sao con người bất lực. Tại sao con người phải cần một đấng nào đó giúp đỡ? Tại sao con người chúng ta không tự đứng vững được? Tại sao con người chúng ta nếu đứng một mình, sống một mình, không có sự phù trợ bởi một đấng siêu nhiên nào đó thì chúng ta sẽ luôn luôn thất bại và sống trong tội lỗi? Giê-rê-mi đoạn 13 câu 23 Kinh Thánh chép như thế này: người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ làm dữ, quen rồi sẽ làm được, làm lành được. Người Ê-thi-ô-bi có nghĩa là người da đen đó, nước da màu đen bóng. Và hay là con beo, quý vị biết con beo không? Nó không có một màu đâu, nó nhiều màu, nhiều sọc lắm. Chúa Giê-xu nói rằng chừng nào mà người da đen và con beo tự thay đổi da của mình được thì người, các ngươi, cả nhân loại này là những người đã làm ác quen rồi, sẽ tự mình thay đổi được. Amen không ạ? Amen không ạ? Không thể nào ai tự thay đổi được đâu. Cho nên từ những cái triết lý rất là hay, nhưng mà không có một giải pháp cụ thể để giúp đỡ. Cho nên nhiều người chúng ta thấy họ đeo sâu chuỗi rất là to, nhưng mà ở trong những thành phần không phải gọi là tu thật, và họ phạm tội rất là nhiều, rất là tiếc. Họ vẫn đi tu, họ vẫn tụng niệm, họ xem mình là người có tu hành, nhưng mà thật sự họ không thoát ra khỏi được bóng tối của tội lỗi. Và Kinh Thánh sẽ cho chúng biết tại sao, cho chúng ta biết tại sao và nguyên nhân nào con người có sự tham sân si, để rồi khổ. Do tham sân si mới khổ. Quý vị ơi, do tổ phụ của chúng ta, do tổ phụ của con người. Cho nên khi mà từ khi một đứa bé lọt lòng mẹ ra, ở trong bụng mẹ cũng đã khổ rồi. Thi Thiên đoạn 51 câu 5, lời Chúa chép như thế này: kìa tôi sanh ra trong sự gian ác, kìa tôi sanh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Tôi và quý ông bà chị em chưa ra đời là một tội nhân rồi. Vì sao? Vì người mẹ chúng ta đang mang thai chúng ta cũng đã phạm tội nhiều rồi. Máu huyết của mẹ chúng ta, gen di truyền của mẹ chúng ta, huyết thống đó, và đặc biệt người đầu tiên đó là Adam đã phạm tội rồi. Từ dòng dõi đó, Kinh Thánh chép là bởi một người mà tội lỗi khắp thế gian này.
Roma đoạn 5 câu 12. Cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Cho nên bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua hết thảy mọi người như vậy. Hết thảy mọi người, mọi đời. Khi một đứa bé được hoài thai ở trong bụng đã là một tội nhân rồi. Chứ không phải vì cớ bản chất chúng ta làm những cái điều gì đó tội lỗi rồi chúng ta khổ, mà cả tổ phụ nó truyền từ đời này sang đời khác, đó gọi là nguyên tội. Đến khi chúng ta sống từ nhỏ tới lớn phạm tội nữa, thì chúng ta thấy biết bao nhiêu là tội lỗi. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16 đến câu 19 cho chúng ta biết nguyên nhân tội lỗi. Về Phật Pháp, nó có nguyên nhân tại sao con người phạm tội, tại sao con người bị những khổ hạnh như vậy. Nhưng mà Kinh Thánh sẽ nói gọn ghẽ hơn, nói một cách rõ ràng hơn ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16, tại sao con người lại cực khổ. Kinh Thánh đoạn Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 16 đến câu 19, Kinh Thánh chép như thế này: Ngài phán cùng người nữ rằng ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén, nhưng sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị người. Ngài lại phán cùng Adam rằng vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây đã dặn nên không nên ăn mà lại đã ăn rồi, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc. Từ khi Adam chưa có phạm tội là không vâng lời Đức Chúa Trời, con người sống một đời sống thật là tuyệt vời, không có bóng dáng của tội lỗi, không có bệnh tật và cũng không có sự chết nữa. Từ khi phạm tội rồi, bắt đầu từ Adam trở về sau, mần đổ mồ hôi mới có mà ăn. Amen không ạ? Có ai tự nhiên ở không mà không đổ mồ hôi mà đủ ăn đâu? Cũng có đấy, nhưng mà sẽ khổ cái điều khác. Câu 19: Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có người ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về cát bụi. Ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về cát bụi. Ngươi làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Đây là nguyên nhân mà con người chịu khổ. Ê-sai trong đoạn 1 câu 18 đến câu 19, lời Chúa cho chúng ta biết một hy vọng, lời Chúa cho chúng ta biết một giải pháp rất là rõ ràng. Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Dầu tội đỏ như son sẽ trắng như lông chiên. Câu 19: Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất. Khi mà con người phạm tội nữa, phải làm đổ mồ hôi mới có mà ăn. Ê-sai câu 1, câu 19, đoạn 1 câu 19 cho chúng ta biết cái điều mà chúng ta đã được giải phóng, giải thoát ra khỏi sự rủa xả đó rồi. Đó là vâng lời. Vâng lời Đức Chúa Trời, vâng lời mạng lệnh Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời, quay trở lại Đức Chúa Trời, sự rủa xả đó không còn trên con người nữa. Đó là giải pháp. Thay vì chịu cực khổ vì đất bị rủa xả và cơ nghiệp chúng ta luôn bị khó khăn, bây giờ chúng ta sẽ được sản vật từ đất, có nghĩa là tất cả cơ nghiệp chúng ta làm trên đất này đều được thạnh lợi và tốt lành hơn. Và giải pháp tiếp theo đó là thứ nhất, gian thứ nhất đoạn 1 câu 7 đến câu 9. Trên bên Phật Pháp thì dạy cho chúng ta biết tự mình đi, tự mình thắp đèn mà đi, mình giống như ngọn đèn tự đốt lên mà đi. Giống như hòn đảo không có nhờ một cái gì, một người nào khác để giúp đỡ hết.
Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta một cách khác nữa. Gian thứ nhất, đoạn 1, câu 7 thì lời Chúa chép như thế này: nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng của, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu Christ con Ngài làm sạch mọi điều gian ác. Amen không ạ? Huyết của Chúa Giêsu Christ làm mọi sạch mọi điều gian ác. Chứ nếu chúng ta làm việc thiện để rồi giảm bớt một tội, làm một điều thiện giảm bớt một tội, làm một điều thiện, cũng như ta chúng ta là đi từ thiện 1 triệu thì giảm được 1 tội, 2 triệu thì giảm được 2 tội, tôi bảo đảm hết cuộc đời cũng không được hết tội đâu. Mà chỉ có Đấng yêu thương chúng ta đến thế gian này chết trên thập tự giá, huyết đó làm cho chúng ta sạch tội. Amen không hội thánh? Huyết Chúa Giêsu Christ đầy quyền năng gánh thay tội chúng ta mới thoát khỏi tội lỗi mà thôi. Câu 9: còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta xưng tội mình, chúng ta xưng tội mình ra thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều ác. Chúng ta không phải làm cách này cách khác tự lực chúng ta mà chúng ta vượt khỏi đống bùn được khi mà chúng ta sa lầy. Phải có một thế lực nào khác. Có một lần tôi ở trên Củ Chi, lúc đó tôi truyền giáo và thành lập hội thánh trên đó. Tôi thấy thầy Sao Sương bây giờ là thầy truyền đạo, lúc đó chưa là thầy truyền đạo đâu, là một nhân sự thôi. Ông để chiếc máy cài đó, tôi chưa từng chạy máy cài. Tôi lên tôi chạy, quẹo qua quẹo lại, quẹo một hồi nó vô cái chỗ đất mà ông mới vừa bồi lên, nó lúng xuống. Thế thì tôi càng rồ ga lên thì như thế nào ạ? Nó càng lúng xuống. Tôi nhảy xuống, tôi nói thầy Sáu ơi, chiếc xe nó ngập bánh rồi. Ông nói để tôi, ngon lắm, nhảy lên, càng rủ ga thì nó càng lúng xuống. Bắt đầu Chúa cho tôi một cái hình ảnh, tội lỗi nó cũng giống như vậy. Khi bị sa lầy vào tội lỗi, càng cố gắng thì tội lỗi nó làm cho mình càng bị chìm xuống. Amen không ạ? Và thêm một hình ảnh mà cho tôi một cái bức tranh mà giải thoát tội lỗi rất là hay. Khi thầy Sáu chịu hết được rồi, không làm cách nào, bao nhiêu cây cũng không lên rồi, ông nhờ một chiếc xe máy cài khác lớn hơn đến rồ ga kéo một phát là xong ngay. Tự thân chiếc máy cài đó không bao giờ nó tự nó lên được khi mà nó mắc lại. Nhưng mà có chiếc khác lớn hơn với mã lực tối tân hơn thì nó sẽ kéo cái chiếc mắc lại lên được. Tự thân chúng ta không thể nào thoát ra khỏi tội lỗi khi đã vương vấn vào tội lỗi rồi. Nhưng mà Đấng Christ là Đấng sẽ đem chúng ta ra khỏi tội lỗi. Amen không ạ? Luca đoạn 4 bắt đầu từ câu 16. Tôi sẽ đọc vì có nhiều người đang coi trực tiếp, ở dưới đọc ở trên không có nghe, tôi kinh nghiệm rồi. Cho nên tôi sẽ chịu khó đọc, tất cả đều dò theo. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục theo thói quen nhằm ngày Sa-bát. Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài dở ra gặp chỗ có chép rằng: thần của Chúa ngự tên trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta đến để rao cho kẻ bị cầm tù được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Câu 20. Đoạn Ngài sắp xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Câu 21 rất quan trọng. Ngài bèn phán rằng: hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Tại sao tôi nói câu 21 là quan trọng? Vì những lời Chúa Giêsu tuyên bố đó đã được ứng nghiệm cách nay trên 2000 năm rồi. Amen không ạ? Ứng nghiệm điều gì? Ứng nghiệm là tin lành giảng cho kẻ nghèo. Kẻ nghèo không phải là ưu tiên để mà theo tin lành. Không phải là tin lành tất cả đều là kẻ nghèo. Nhưng mà kẻ nghèo khó,
muốn tìm một cái đấng nào đó để giúp đỡ, họ mới tìm kiếm gặp được đấng cụ thể. Amen không ạ? Người giàu có thì họ chưa vội tìm kiếm đâu. Đang bế tắc khốn khó thì tin lành đến, họ bắt đầu họ tìm một con đường giải thoát cho người. Cho nên tin lành đến và rất là dễ cứu được những người nghèo, chứ không phải tin lành để dành cho người nghèo, cũng không phải tin lành toàn là nghèo. Nếu mà tin lành toàn là nghèo thì tổng thống Donald Trump là sao ạ? Ông nghèo hơn mình không? Ông nghèo hơn những người không đạo không? Hình như là ông là tỷ phú đúng không? Ông là tin lành đấy. Rồi tổng thống mà để đắc cử 2 nhiệm kỳ nữ tổng thống Đài Loan đấy, mới vừa đắc cử với số phiếu rất là cao, cũng là nữ tổng thống, cũng là cơ đốc nhân đấy. Tin lành không phải là dành cho người nghèo, mà tin lành dành cho tất cả mọi người tìm kiếm Đức Chúa Trời sẽ gặp được. Amen không ạ? Ngài đã sai ta đến để rao cho kẻ bị cầm được tha. Kẻ bị cầm là gì? Kẻ bị cầm là cái những người chưa có được tự do, không muốn làm gì thì làm được. Tôi đã từng chia sẻ tuần rồi về cái sự ách nô lệ đó. Có nghĩa là chúng ta đã được tự do trong đấng Christ, có nghĩa là chúng ta muốn uống cà phê thì uống, không uống thì không sao cả. Đúng không ạ? Muốn uống trà thì uống, không uống cũng không sao cả. Thuốc thì chúng ta không đụng tới, vì chúng ta đã bỏ lâu rồi. Tại sao chúng ta không hút thuốc? Vì Kinh Thánh có chép rằng thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Ai hủy phá nó thì Đức Chúa Trời sẽ hủy phá kẻ đó. Cho nên chúng ta không dám đụng tới. Nhưng mà thật sự chúng ta cũng không thèm muốn những cái điều mà nó tác hại với đời sống chúng ta. Nhờ Chúa đã thay đổi tôi. Ngày xưa không có thuốc tôi cũng không chịu được. Lúc đó tôi cũng bị cầm tù ở trong sự mất tự do. Tới buổi uống rượu mà không uống rượu, chịu không nổi, đó là đang bị cầm tù. Đúng không ạ? Chưa có được sự tự do. Kẻ cầm được tha có nghĩa là khi nhận lấy đấng Christ, Ngài sẽ làm sạch mọi điều đó, được tha bổng, được tự do. Muốn làm gì thì làm, không muốn thì thôi, không sao cả. Không bị ràng buộc một cái điều gì hết. Kẻ mù được sáng mắt. Mù này không phải là khi mà người đang mù rồi tiếp nhận Chúa một cái con mắt sáng ra liền. Đây là con mắt thuộc linh chứ không phải là con mắt thuộc thể. Khi mà chưa có sự sáng của Chúa đến thì con mắt thuộc linh chúng ta không nhìn thấy chúng ta là ai, không biết thân phận chúng ta là ai, cứ tưởng mình là con khỉ mà nên, dòng dõi từ là con khỉ mà nên, cho nên sống như là thú, như là vượng, sống có thể có nhiều năm. Và những năm gần đây thế giới trẻ đã sống giống như là bầy đàn, có nghĩa là thanh thiếu niên nam nữ rủ nhau sống ở trong nhà nghỉ cả chục hoặc 20 đứa, sống bầy đàn như là khỉ, sống bầy đàn như là khỉ. Và nó có một gì đó từ từ mất đi cái tính người. Cho nên khi mà mắt được sáng có nghĩa là thấy được thân phận mình là ai. Mình là con của Đức Chúa Trời. Mình là do đấng tạo hóa siêu nhiên, đấng cao quý, đấng toàn năng tạo dựng nên một con người thật là tốt lành. Chúng ta sẽ ý thức được chúng ta sống như thế nào. Amen không ạ? Chúng ta nghĩ là con thú, ông bà tổ tiên mình là con thú thì sống sao cũng được. Nhưng mà khi chúng ta biết, khi mà ánh sáng, sự sáng thiên thượng đến cho chúng ta biết chúng ta không phải là con khỉ, chúng ta là con của Thượng Đế, thì chúng ta sống thật là tốt lành. Sống thật là tốt lành. Kẻ bị hà hiếp được tự do. Hà hiếp là ai? Kẻ hà hiếp duy nhất chỉ là ma quỷ thôi. Ma quỷ sẽ hà hiếp khi chúng ta chưa có tin Chúa. Không phải ma quỷ nó hiện ra, nó hiện ra với hình thù là cái miệng thì như thế này thế nọ, lưỡi thì le dài, không phải vậy đâu. Nhưng mà nó rất là đẹp, ma quỷ nó rất là đẹp. Trong Kinh Thánh có cho chúng ta biết rằng ma quỷ và nó là ngôi sao sáng láng. Kinh Thánh mô tả Satan là đẹp. Xấu đó là nết của nó xấu, xấu đó là bản chất của nó xấu. Kẻ hà hiếp bị tự do, ma quỷ nó sẽ đứng ở sau lưng vợ mình. Nó sẽ đứng ở sau lưng chồng mình, nó sẽ đứng sau lưng cha mẹ mình, con mình, người thân mình để hà hiếp mình. Làm đủ mọi thứ để rồi chúng ta khổ. Ở trong hôn nhân nó sẽ xúi dục để chúng ta chia cách nhau, tan vỡ nhau và đau khổ vì hôn nhân.
Amen không ạ? Có amen không ạ? Kẻ bị hà hiếp được tự do, nó sẽ dùng cái cách này cách nọ để nó hà hiếp đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ mất hạnh phúc, chúng ta sẽ mất tự do và mất đi điều vui mừng. Và đồn, để đồn ra năm lành của Chúa, Kinh Thánh có chép là năm hơn nghỉ, có nghĩa là bao nhiêu năm đó được tha bổng. 50 năm được tha bổng một lần, có nghĩa là bao nhiêu nợ nần tha bổng hết. Một người mất mấy tỷ cũng đến đủ 50 năm tha bổng hết. Khi mà chúng ta tiếp nhận Chúa cũng vậy, tất cả tội lỗi chúng ta được tha bổng hết, không còn nợ nần gì tội lỗi nữa. Cho nên câu 20 lời Chúa chép này, Ngài xếp sách lại trả cho người giúp việc. Có khi là lúc đó Chúa Giêsu đến ở một đền thờ, mở sách Ê-sai ra đọc. Xong Ngài xếp sách, Ngài đưa lại những người chủ nhà hội, Ngài nói là điều mà tôi phán nãy giờ đã được ứng nghiệm. Cho nên những người đã theo Đấng Christ rồi, theo Chúa Giêsu rồi, đã được ứng nghiệm trên 2000 năm, vì một cơ đốc nhân thật sự sẽ được tự do. Cho dù có những thất bại, nhưng mà Chúa sẽ làm cho họ đứng lại, họ tiếp tục, họ được tự do. Về cơ đốc nhân, theo như quý vị có khổ không? Theo như cơ đốc nhân có gặp khó khăn gì không? Vẫn có đó. Nhưng mà tôi sẽ chia sẻ một cái kinh nghiệm này, để rồi thật sự là cơ đốc nhân đừng bao giờ có một ý nghĩ đời là bể khổ như cũ nữa. Đây là một bài học để nhắc lại chính đời sống tôi, quý ông bà anh chị em ở đây, cũng như là những người sẽ xem lại bài này ở trên mạng. Nếu cuộc sống này không có trải qua những điều đau khổ, thì cái lúc bình yên nó cũng chẳng có giá trị gì hết. Mọi người hiểu không ạ? Có hiểu không ạ? Có những giây phút đau đớn rồi lúc bình yên chúng ta mới thấy nó hạnh phúc được. Chúng ta biết nắng là nó đẹp không? Nắng là tốt lành đúng không? Nhiều nhà thơ, nhà văn cũng tả về ánh nắng chói chang, ánh nắng vàng đủ thứ hết. Nhưng mà tối ngày ở ngoài nắng hoài có ổn không? Và nếu cả ngày chúng ta ở ngoài đồng mà chịu cái ánh nắng như vậy, khi cơn mưa rào đến chúng ta cảm thấy mưa thật là tuyệt vời đúng không ạ? Có đúng không ạ? Nhưng mà cả ngày ở ngoài mưa từ sáng tới chiều, mưa nó còn ý nghĩa gì nữa không? Tôi muốn nói như thế này, một người nằm nghỉ, mình nghĩ là sướng như vậy, nhưng mà nằm nghỉ từ sáng tới chiều có sướng nữa không? Không còn sướng nữa. Nhưng mà chúng ta làm cực nhọc cả ngày, thải cái túi đồ ra đó, bay lên giường nằm, nó đã làm sao đó. Amen không ạ? Có mưa mới cảm thấy nắng có giá trị, có nắng rồi bắt đầu mưa mới có giá trị. Có khổ cực lúc nghỉ ngơi mới có giá trị. Lúc chúng ta đắng cay thì lúc ngọt ngào nó mới thật sự là ngọt ngào. Lúc chúng ta bị bế tắc, lúc chúng ta bị lừa lọc, và khi chúng ta được hạnh phúc thì hạnh phúc chúng ta cao hơn người khác. Amen không ạ? Đó mới thật sự là ý nghĩa cuộc đời. Ý nghĩa cuộc đời là vậy, chứ không phải là bể khổ đâu quý vị. Không phải sanh là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ, cầu không được cũng khổ, chia ly cũng khổ, cái gì cũng khổ, khổ ngập đầu. Đó là ý nghĩa cuộc sống. Mọi người hiểu chưa? Ý nghĩa cuộc sống như vậy. Cái nồi canh chua muốn ngon nó phải đủ gia vị hết. Đúng không ạ? Chua, nó thật sự chua là nó là một cái vị, nếu một mình nó thì không có gì để gọi là thích thú hết. Chỉ mấy bà ốm nghén thích thôi. Nhưng mà nêm canh chua thì nó là số 1 đúng không ạ? Nhưng mà nêm canh chua không có me là không được. Nhưng quý vị không bỏ đường ăn có được không ạ? Ở ngoài miền Bắc không bỏ đường nồi canh chua ăn được, miền Tây chạy. Miền Tây nồi canh chua không ngọt không ăn được. Rồi có cần cay cay không? Ớt ăn riêng một mình nó thì nó cũng được, nhưng mà không có thú vị bằng nó ở chung một cái nồi canh chua. Một nồi canh chua ăn phải hấp dẫn, đó là phải có cay, có chua, có
có ngọt, muối nó mặn đắng, nhưng mà thiếu muối có được không ạ? Đời sống chúng ta như vậy, ý nghĩa cuộc sống là như vậy. Có những lúc nó chua lè, có những lúc nó ngọt, có những lúc nó mặn, có những lúc nó đắng, nó cay, nó mới thú vị cuộc đời mình. Amen không ạ? Chứ bài học này không phải là bể khổ. Đời, tôi trả lời, đời có phải, bài học đó là có phải đời là bể khổ? Bây giờ chúng ta có câu trả lời là không phải. Ý nghĩa cuộc đời là nó như vậy thôi. Chúng ta sống trên đời này thật là phước hạnh. Cái cách mà chúng ta sống đừng có bị cái câu mà đời là bể khổ ăn sâu ở trong tiềm thức chúng ta nữa. Đó là chúng ta sống mà Kinh Thánh dạy, đó là sống thỏa lòng trong mọi sự. Sống thỏa lòng trong mọi sự. Ví dụ chúng ta có một người vợ đã cưới rồi thì đừng nghĩ vợ thằng hàng xóm đẹp hơn là được. Nói vậy dễ hiểu đúng không? Đây có nhiều người chuẩn bị có vợ cho nên nói vậy cho rào trước cho nó chắc. Chúng ta có nhà như thế này, quý vị thấy không? Một cái dàn âm thanh chúng ta hoành tráng vậy, 350.000 so với cái dàn âm thanh mấy trăm triệu tôn vinh nó cũng thế rồi. Hồi nãy tôi cũng được Chúa đụng chạm rất là nhiều với dàn âm thanh 350.000. Amen không ạ? Chúng ta sống thỏa lòng như vậy thì không có bể khổ nữa. Khi chúng ta mạnh khỏe thì cũng tạ ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta đang bệnh gì, sổ mũi nhức đầu, đừng có nói là chán đời là bể khổ. Chúng ta thấy những người kia tai nạn còn đang đau đớn hơn. Khi chúng ta đang có 1 triệu trong tay thì hãy nhìn xuống những người đang có 100.000 trong tay thì chúng ta sẽ thấy bình an. Chúng ta thấy ở nhà cấp 4, ở nhà mướn này, thấy cái thằng kế bên nó nhà lầu 3-4 tầng mà nhà của nó thì kệ nó. Chúng ta đừng nhìn nó mà nhìn những người đang bán vé số dạo, chiếu đổi chó, rồi đi làm thuê làm mướn, chúng ta thấy hạnh phúc hơn. Chúng ta thấy thương người ta hơn chứ không phải xem thường. Chúng ta mới nói là tạ ơn Chúa, con còn tốt hơn rất là nhiều người. Amen không ạ? Chúng ta cứ con vợ về, người này chê vợ mày có lỗ mũi xẹp đét, thì hãy nhìn thằng hàng xóm có những lúc vợ nó vừa lỗ mũi xẹp mà vừa đen nữa. Đừng nhìn mấy con vợ mà nó quá đẹp thì chúng ta sẽ chạnh lòng. Đó là một cách thỏa lòng, tôi dẫn chứng nó dễ hiểu hơn. Có nghĩa là trong mọi sự mình sẽ nhìn xuống, đừng có nhìn lên. Đừng có nhìn lên thì chúng ta sẽ được cái sự thỏa lòng. Amen không ạ? Có amen không ạ? Chúng ta ở nhà mướn thì chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta không có ngủ ngoài đường. Có nhiều người ngủ ngoài đường. Chúng ta bệnh ít thì chúng ta tội nghiệp những người bệnh nhiều. Đến nỗi chúng ta bệnh nhiều thì chúng ta tội nghiệp những người đang thở oxy. Cái đời sống chúng ta như vậy không bao giờ xem đời là bể khổ hết. Hiểu không ạ? Có hiểu chưa? Phi ra thứ nhất đoạn 2 câu 11 là Chúa cho chúng ta biết cái điều này, điều mà tôi đang nói. Phi ra thứ nhất đoạn 2 câu 11, ai đó đọc giùm tôi. Thầy kể rất yêu dấu, anh em như người ở chỗ, kẻ đi đường. Tôi khuyên phải kiêng điều xác thịt, cứ thích là điều chống trả với linh hồn. Amen. Hỡi kẻ rất yêu dấu anh em như gì ạ? Người ở trọ, kẻ qua đường. Thế gian này là nơi chúng ta trọ và nơi chúng ta đi qua thôi để về vương quốc Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi nhắc đến những cơ đốc nhân. Có những lúc chúng ta chạnh lòng vì gian khó, vì thử thách. Hãy nhớ nè, người ta xem khổ cực là bể khổ. Chúng ta hãy xem khổ cực đó là thử thách trăm bề thoạt đến. Nhưng mà là gì ạ? Là sự vui mừng. Mỗi lần cái thử thách chúng ta được Chúa ngài nâng lên một cấp độ mới, trong một chức vụ mới, trong một phần thưởng lớn, chứ không phải là bể khổ. Vì Chúa là cha của chúng ta. Amen không ạ? Amen. Chúa là cha chúng ta, ngài không bỏ chúng ta khổ thật đâu. Amen. Rồi cái thứ hai mà để cho chúng ta biết vui mừng ở trong bài học này, đó là chúng ta sống một đời sống mới ra khỏi bóng tối. Sống một đời sống mới ra khỏi bóng tối. Kinh Thánh được chép ở đâu quý vị nhớ không? Ai ở trong đấng Christ. Này là sự dựng nên mới. Một sự cũ ý lộn mọi sự
Mọi sự cũ chứ không phải một sự cũ, mà mọi sự cũ sẽ qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Đó là cái cách mà giải phóng con người ra tam khổ bát khổ gì đó. Không có trừu tượng, nhưng mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta một cách rất là rõ ràng. Ai ở trong Đấng Christ, có nghĩa là ai mà được Chúa Giê-xu cứu chuộc rồi, ngoài cái sự chết, tránh được cái quả ngục ra, thì Chúa Ngài giúp đỡ cho một con người trở nên mới hoàn toàn. Người có nóng tánh thì sẽ trở nên nhu mì mềm mại hơn. Người ăn gian nói dối thì trở nên nói ngay thẳng hơn. Amen không ạ? Amen. Người có trộm cướp thì không trộm cướp nữa. Đó là cái cách mà một con người thoát ra khỏi tam khổ, bát khổ gì đó. Vậy ai ở trong Đấng Christ này là người dựng nên mới. Người dựng nên mới, đây là một bằng chứng, chính là tôi đấy. Là được Chúa dựng nên mới. Một người nóng nảy, đá banh thì chuyên gia bị thẻ đỏ. Người ta chơi xấu thì không thèm chơi xấu lại, quánh cho nó xong, cho nó nhanh. Làm cán bộ thì uống rượu là giống như là số 1. Chuyên gia chở mấy ship đi giao tiếp xong, nhậu cho đã rồi không nổi, mình nhậu thế được cho ship, rồi còn tỉnh, còn mạnh sức, đủ một tay thì cầm tay ga, một tay thì nắm ship về giao hàng cho bà chủ. Trở thành một tay nhậu mướn. Nhưng mà Chúa đến, Ngài làm cho tôi sạch, không thể uống rượu được. Đó là người dựng nên mới. Khi tôi hút thuốc, ăn cơm rồi không có điếu thuốc, tôi không chịu được. Nhưng mà giờ một người mà hút thuốc ở gần tôi thì tôi ho sặc sụa như một em bé. Đó là mọi sự trở nên mới. Amen không ạ? Amen không ạ? Nhiều điều như vậy. Nhưng tôi biết nhiều người cũng được như tôi. Tôi gặp Trần Hữu Hậu thì mới ra tù thôi, tay công nó giống như là cái cụ móc ba khía, giấy tờ không có. Bây giờ đã theo học trường Kinh Thánh để hầu việc Chúa, và cũng đã từng trăng bày. Đó là người được dựng nên mới. Amen không quý vị? Phật Pháp thì dạy mỗi người như là ngọn đèn tự bước đi. Nhưng mà Chúa Giê-xu dạy một cách khác, cách mà con người không cần cố gắng, cách mà con người nghe lời là sẽ được, không ở trong bóng tối nữa. Được chép trong Giăng đoạn 8 câu 12, Đức Chúa Giê-xu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng, ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tăm tối được, nhưng có ánh sáng của sự sống. Hãy lưu ý, Chúa Giê-xu nói là ta là sự sáng của thế gian. Rồi gì nữa? Người nào theo ta, chứ Chúa không nói là người nào phải làm thế này, phải cắt cái này, bỏ cái kia để mà sống ở trong ánh sáng được. Nhưng mà Chúa nói là người nào làm gì ạ? Theo ta. Người nào theo ta thì chẳng đi trong nơi tối tăm, chẳng đi trong nơi tối tăm được, nhưng có ánh sáng của sự sống. Ánh sáng của sự sống có nghĩa là không phải đời sống chúng ta thánh thiện, sanh trong sạch hơn cái lúc cũ, nhưng mà đường của sự sống cũng có trên đời sống của chúng ta. Đó là sự sống đời đời. Amen không ạ? Một điều nữa mà ngày hôm nay chúng ta nắm vững cơ bản này để chúng ta vui mừng và tạ ơn Chúa, đó là chúng ta theo một giáo chủ, theo một đấng ban cho chúng ta sự tự do. Chúng ta sẽ xem trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 3 câu 17. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 3 câu 17 Kinh Thánh chép như thế này: Vả Chúa, tức là Thánh Linh, Thánh Linh Chúa ở đâu thì sự tự do ở đó. Nãy giờ tôi nói về sự tự do, Chúa giải phóng tôi bởi Đức Thánh Linh. Nơi nào có Đức Thánh Linh thì người đó sẽ được tự do. Amen không ạ? Chỉ có Đức Thánh Linh mới giúp chúng ta được tự do thôi. Rồi, một hai câu Kinh Thánh nữa chúng ta sẽ kết thúc bài học. Theo Đấng để mang đến cho chúng ta sự bình an. Nếu mà không có sự bình an của Đấng ban đến, Đấng đầy năng quyền, thì chúng ta vẫn sống như những người ở thế gian và sống ở trong bể khổ. Có người nói rằng đời là bể khổ, lội qua hết cái bể khổ là hết cuộc đời.
Giăng đoạn 14 câu 27. Giăng đoạn 14 câu 27, trước khi Chúa Giêsu thăng thiên, Chúa nói các môn đồ như thế này: Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chúa nói là ta ban sự bình an của ta không phải như thế gian cho. Bình an của thế gian có nghĩa là tiền đầy túi thì bình an vấn đề tiền bạc. Hôn nhân trọn vẹn hạnh phúc thì bình an trong hôn nhân. Con cái nó ngoan hiền thì bình an trong con cái ngoan hiền. Và nhà cửa đầy đóng đầy dư thì bình an ở trong vấn đề nhà cửa. Nhưng Chúa ban chúng ta bình an nó khác biệt. Đó là cho dù chúng ta ở trong một hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn có được sự bình an. Amen không ạ? Ở trong mọi hoàn cảnh chúng ta sẽ có được sự bình an. Cho nên Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 3 câu 16, Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 3 câu 16, Kinh Thánh chép như thế này: Nguyện xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi đủ mọi cách. Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Nguyện xin chính Chúa bình an. Chúa là Chúa bình an, ban cho bình an, ban bình an cho anh em trong mọi khi. Có nghĩa là lúc nào Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta bình an. Rồi gì nữa? Đủ mọi cách. Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy. Amen không ạ? Chúa bình an sẽ giúp cho chúng ta có sự bình an đủ cách và đủ mọi khi hết. Cho nên bài học ngày hôm nay, chúng ta tóm lại vài điều rồi chúng ta sẽ kết thúc. Đời là bể khổ, nói nó giống đúng lắm, vì khi sanh ra cuộc đời này chúng ta đã khóc rồi. Và đối diện với đời sống cơm áo gạo tiền, hôn nhân, danh vọng đổ vỡ, bị lừa lạc, lừa lọc đủ thứ hết, chúng ta có khổ. Nhưng mà khi Chúa đến trong đời sống chúng ta, Chúa cắt đi sự khổ hạnh đó, ban cho chúng ta sự bình an. Cho nên một người được ở trong Đấng Christ đều dựng nên mới, những đau khổ cũng không còn nữa. Cho dù có những khó khăn, những người ở dưới ánh mặt trời này có đạo cũng như không có đạo đều cũng gặp khó khăn. Nhưng mà điều mà cơ đốc nhân có đó là sự bình an và sự giải thoát khi bế tắc. Amen không ạ? Sự bình an và sự giải thoát khi bế tắc. Và điều đặc biệt, khi mà chúng ta nhớ đến đây là nhà tạm, đây là con đường mà chúng ta đi trọ đi ngang qua thôi, thì chúng ta càng bình an hơn nữa. Vì chúng ta không sống ở đây đời đời, nhưng mà cơ đốc nhân sẽ được sống ở vương quốc thiên đàng đời đời. Đó là điều mà chúng ta nhận lấy sự bình an cao nhất. Amen không Hội Thánh? Đây là điều mà có đạo hay không có đạo, tôi tóm lại những triết lý thậm chí của Khổng Tử, của Phật, của Phật giáo, tất cả các giáo chủ đều đưa ra những triết lý dạy đời sống rất là tốt. Họ nói không có sai, nhưng mà có một điều đó là không có một đấng cứu giúp. Hãy nhớ, cần nhất là đấng cứu giúp chúng ta mới thoát khỏi được bể khổ này mà thôi. Khi chúng ta đã có đấng cứu giúp ở trong đời sống chúng ta sống một đời sống phước hạnh, cho dầu có trục trặc, cho dầu nó có không ổn như một phần nào đó, nhưng sự bình an của Chúa vẫn thiết lập được trong lòng chúng ta. Amen không mọi người? Và những cái điều mà gian khó, những cái trở ngại, những đắng cay, những vui buồn trong cuộc sống, đó chẳng qua là ý nghĩa cuộc sống khi chúng ta ở trên đất này mà thôi. Và khi chúng ta gặp được Chúa rồi, Chúa nói đẹp lòng ta bởi con yêu dấu của ta. Amen không ạ? Amen không ạ? Xin Chúa có sự bình an. Chúa đấng cứu giúp, Chúa đấng biến đổi đầy quyền năng đó sẽ đến với những người nghe bài giảng ngày hôm nay. Xin Chúa ban phước hết thảy mọi người. Và tôi tạ ơn Chúa, xin kết thúc bài học ở đây.
Alleluia, cảm tạ Chúa. Cảm ơn Chúa vì bài học ngày hôm nay giúp mỗi chúng con định hướng được một cách chính xác đời sống của mỗi chúng con khi chúng con hầu việc Chúa và kết quả. Ngay giờ này xin mời Thầy Hậu sẽ cầu nguyện cho sứ điệp của Chúa và lời của Chúa vừa được ban ra. Amen, cảm ơn Chúa. Xin mời anh chị em hiệp ý xin được cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban ơn cho đầy tớ của Chúa là mục sư Trương Quang Lâm để ban phát lời của Ngài buổi tối ngày hôm nay cho chúng con. Đúng vậy Chúa ơi, trong bước đường mà chúng con bước đi theo Chúa, trong đời sống của chúng con có nhiều thử thách, nhiều trong chúng con có những sự khó khăn trong đời sống của chúng con, cũng như là chúng con gặp khó khăn về tiền bạc, hay là chúng con về gặp khó khăn về mặt tinh thần của chúng con. Đời sống của chúng con có nhiều lúc chúng con gặp những trở ngại và bể tắc. Nhưng Chúa phán với chúng con rằng người trai trẻ rồi cũng sẽ mệt mỏi, nhưng ai trong đại Đức Giê-hô-va chắc sẽ được sức mới, chắp cánh bay cao như chim mừng, đi mà không mệt mỏi, chạy mà không mệt nhọc. Vì trong tâm trí của chúng con, trong tư tưởng của chúng con, có nhiều lúc con cũng mệt mỏi và bền lòng, có nhiều lúc con suy nghĩ và có nhiều lúc chúng con có những gánh nặng mà chúng con làm cho chúng con mệt nhọc và đau khổ. Nhưng Chúa phán với chúng con rằng hãy đến cùng ta và dâng những sự đau khổ này cho ta, và ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Hãy học theo ta và làm cho ta theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Đúng vậy Chúa ơi, giờ này chúng con buổi tối ngày hôm nay tâm linh của chúng con được lớn mạnh, lời của Chúa thật ngọt ngào cho mỗi đời sống của chúng con, để bổ sức cho tâm linh của chúng con, để mỗi ngày chúng con được mạnh khỏe trong thuộc linh của chúng con nữa. Hallelujah, chúng con lấy lòng biết ơn và cảm tạ Ngài Chúa ơi. Xin Chúa Ngài sức dầu ban ơn cho lời của Chúa như sứ điệp buổi tối ngày hôm nay đi sâu tấm lòng của chúng con, đi sâu vào trong tâm trí của chúng con, để đặt lời đó vào trong suy nghĩ và tư tưởng của chúng con, để chúng con nắm chắc rằng Chúa bình an sẽ ban phát mọi sự bình an trên đời sống của chúng con, để lời của Chúa vào trong tâm trí này, để chúng con nói rằng lời của Chúa đã đi sâu vào trong tấm lòng của chúng con, để đâm rễ, lập nền, làm vững chắc trên đời sống của chúng con, để khi chúng con gặp khó khăn trắc trở, chúng con biết rằng chúng con có một đấng bình an ở bên cạnh chúng con. Chúa Ngài luôn ban ơn sức dầu của chúng con để làm công việc. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước cho mục sư Trương Quang Lâm, ơn càng thêm ơn và chức vụ càng thêm chức vụ, và Chúa Ngài cũng ban phước tất cả anh chị em của chúng con. Chúa sức dầu, Chúa ban ơn, ban ăn tứ để cho đời sống anh chị em chúng con mỗi ngày chúng con kết quả và phát triển công việc của Chúa ở trên đất này nhiều hơn nữa và bội phần, để khi mà chúng con bước chân đi ra, chúng con gieo lời của Ngài thì lời của Chúa sẽ kết quả một hạt 30, 60, 100 và bội phần hơn nữa trong vương quốc của Ngài. Con xin dâng mọi sự vinh hiển lên cho Chúa và chúng con với nhau trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời chúng ta sẽ cầu nguyện chung và kết thúc ạ. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho song cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha. Chúng ta kết thúc.